hai cô con gái đẹp như trăng rằm phỏng phao từ thiếu nữ của hai nghệ sĩ Việt. Cả hai cô con gái đều thừa hưởng những nét xinh đẹp xuất sắc từ mẹ. Con gái nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân, nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân vừa qua đặc biệt ghi dấu ấn với khán giả qua vai diễn bà Mai trong phim Gạo Nếp Gạo Tẻ. Đông con trong phim, ngoài đời nghệ sĩ nhân dân cũng nhiều con không kém. Cô có ba người con là Nguyễn Ngô Hoàng Châu, Xí Ngầu, Nguyễn Hoàng Khôi Nguyên, Chê Phi, Lê Ngô Ngọc Châu, Bí Ngô. Bí Ngô là con gái út của Hồng Vân và chồng Lê Tuấn Anh. Theo chia sẻ từ nữ nghệ sĩ, Bí Ngô bộc lộ năng khiếu nghệ thuật giống mẹ từ rất sớm, là một cô bé tự tin, hoạt bát, hòa đồng và có thành tích tốt trong học tập. Bà mẹ Hồng Vân tự hào, không chỉ hai anh chị lớn mà cô bé Bí Ngô cũng rất yêu thích nghệ thuật. Tuy nhiên nhiều lúc cô cũng phải kìm bớt. Tôi kìm một cách khéo léo, ví dụ như tôi chỉ cho con tham gia các hoạt động nghệ thuật văn nghệ trong trường, chứ không nhận lời cho con đóng phim hay đi diễn sân khấu bên ngoài. Những lời mời ấy tôi từ chối, nhưng con đâu có biết. Con gái nghệ sĩ ưu tú Diều Xuân. Nghệ sĩ ưu tú Diều Xuân là một trong những diễn viên được nhiều khán giả Việt yêu thích và ghi nhớ với những vai diễn để đời. Chị có một gương mặt đẹp và thanh tú, lối diễn xuất duyên dáng và truyền cảm. Ít người để ý, Diều Xuân và chồng là nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân còn có hai cô con gái xinh xắn là Hồng My và Hồng Khanh. Chị gái Hồng My sinh năm 1988, từng du học Pháp và đã kết hôn hồi tháng 2. Còn cô út Hồng Khanh vừa tròn 14 tuổi, thừa hưởng giọng hát lý tưởng từ bố và nét đẹp duyên dáng từ mẹ. Hồng Khanh từng tham gia giọng hát Việt Nhí năm 2013. Ngày nhỏ Hồng Khanh là một cô bé có vẻ ngoài khá mũm mĩm nhưng luôn sôi động hay cười và rất yêu ca nhạc. Tuy nhiên hiện tại, cô con gái út của nghệ sĩ ưu tú Diều Xuân và nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân lại được nhiều người để ý hơn vì đã lớn, thon gọn và xinh tựa thiếu nữ. Dù chia tay nhưng Bảo Anh Hồ Quang Hiếu vẫn hẹn hò đi ăn riêng với nhau. Đây không phải lần đầu tiên mọi người thấy Bảo Anh Hồ Quang Hiếu xuất hiện cùng nhau ngoài đời thường. Vào khoảng tháng 10 năm 2017, người hâm mộ đã đi từ bất ngờ đến tiếc nuối ngỡ ngàng vì việc tan vỡ của nam ca sĩ Hồ Quang Hiếu và người yêu xinh đẹp Bảo Anh. Sau 2 năm hẹn hò, cả hai đã chính thức đường ai nấy đi, dù đã cho nhau thời gian nhìn nhận lại mọi chuyện. Từng là cặp đôi rất đẹp của làng giải trí Việt, nhưng không ngờ cả hai lại không thể đi chung đường với nhau đến tương lai. Mới đây nhất, sau hơn 1 năm tan vỡ, thì người hâm mộ phát hiện khoảnh khắc cả hai đang cùng nhau đi ăn ở một nhà hàng đồ nướng khá nổi tiếng. Đặc biệt hơn, cặp đôi này còn ngồi bên cạnh nhau với khoảng cách cực gần. Khó ai có nhìn vào những khung hình này lại nghĩ họ đã chia tay. Thỉnh thoảng họ vẫn cùng nhau đi ăn uống thân mật. Khoảnh khắc ngồi gần nhau ăn uống giữa chốn đông người đã khiến fan rần rần hơn bao giờ hết. Khi nói nhắc đến người yêu cũ thì Hồ Quang Hiếu cũng bộc bạch. Tôi hay bảo anh, nếu có người mới, chuyện quá khứ sẽ làm họ tổn thương khi được nhắc đến. Ai cũng có quá khứ thì nên ngủ yên. Tôi xem quá khứ là những kỷ niệm đẹp trong cuộc sống. Lâu lâu cả hai cũng có tâm sự chia sẻ những chuyện trong cuộc sống. Thời gian sau này trong đám cưới của Trường Giang hay những buổi tiệc với các anh chị đồng nghiệp thì cặp đôi này cũng khiến các cộng đồng mạng hào hứng vì cùng xuất hiện ngồi cạnh nhau thân mật tại bàn tiệc. Trương Quỳnh Anh tái xuất sau ly hôn tim, tức bực chạy xô để kiếm tiền nuôi con. Không chỉ có Trương Quỳnh Anh mà khá đông các nghệ sĩ Việt cũng xuất hiện trong một sự kiện diễn ra vào cuối tuần. Vừa qua, Trương Quỳnh Anh cùng khá nhiều các bà mẹ bỉm sữa cũng như các nam diễn viên điển trai trong làng phim ảnh đã cùng tham gia một sự kiện ở trung tâm thương mại. Theo đó, Trương Quỳnh Anh thu hút sự chú ý của đông đảo khán giả trước màn biểu diễn cực sung trên sân khấu và người hâm mộ đứng đông nghẹt hết tất cả tầng để theo dõi xuyên suốt sự kiện. Nữ ca sĩ tất bật thực hiện nhiều vai trò công việc khác nhau để có một kinh tế tốt hơn và đủ để lo lắng cho con trai cưng. Không chỉ có Trương Quỳnh Anh, hội bà mẹ bỉm sữa Sài Gòn như Thanh Thảo Hugo, Dương Cẩm Ninh đã có mặt từ sớm. Nữ MC từng đình đám với các chương trình thiếu nhi Thanh Thảo cho biết, chính các con trẻ là nhịp cầu nối để chị và Trương Quỳnh Anh thân thiết với nhau vì thường xuyên chia sẻ kinh nghiệm nuôi con dạy con tốt. Hoa hậu Phương Lê cũng vô cùng trẻ trung gợi cảm trong chiếc váy ren tôn vóc dáng. Bà mẹ ba con khiến người khác ngưỡng mộ với vẻ ngoài xinh đẹp cùng cuộc sống viên mãn bên chồng con. Diễn viên Dương Cẩm Linh thiêu đốt mọi ánh nhìn trong bộ váy đỏ rực, khoe lưng trần gợi cảm. Sau khi ly hôn, cô đang trở lại mạnh mẽ với công việc của mình. Dương Cẩm Linh cho biết con trai chính là động lực giúp cô vượt qua mọi khó khăn, rào cản để quay về với niềm đam mê phim ảnh. Cũng diện style đỏ, siêu mẫu Anh Thư khiến người đối diện phải suýt xoa vì vẻ đẹp thách thức thời gian của chị. Hiện tại cô ít tham gia các sự kiện của làng giải trí mà tập trung vào kinh doanh.
Hot Girl Ngọc Thảo là một trong những khách mời có mặt từ sớm. Gây chú ý cho khán giả trong buổi khai trương chính là sự xuất hiện của bộ ba trai đẹp Du Hoàng Anh, Quốc Trường Hoàng Anh. Cả ba đều là những nam diễn viên từng đóng cặp với Trương Quỳnh Anh trong các bộ phim truyền hình. Mai Phương khoe ảnh khỏe mạnh, đưa con gái đi du lịch sau hơn 3 tháng trị bệnh ung thư. Sau gần 3 tháng xuất viện để điều trị ngoại trú căn bệnh ung thư phổi, đến hiện tại sức khỏe của Mai Phương đã dần ổn định và có tiến triển rất tốt. Mới đây trên trang cá nhân, nữ diễn viên Mai Phương đăng tải loạt ảnh cùng con gái đi du lịch ở Hà Nội, cũng như hai mẹ con đi chùa cầu nguyện và tặng quà cho các cụ già. Có thể thấy dù bệnh, nhưng Mai Phương cũng cố gắng làm điều bổ ích, cũng như dạy con gái tính tự lập. Khoe những khoảnh khắc vui vẻ bên con gái, nữ diễn viên Nhẫn Thiên Thần áo trắng cũng mong bản thân sẽ thật khỏe để có thể nắm tay đưa con gái đi nhiều nơi hơn. Trong loạt ảnh đi chơi có thể thấy Mai Phương trông đã khỏe hơn nhiều sau một thời gian dũng cảm chiến đấu với căn bệnh ung thư phổi. Cô dẫn con gái đi cùng trong chuyến đi Hà Nội và Ninh Bình mới đây, Mai Phương dường như tươi tắn khỏe mạnh hơn rất nhiều. Mai Phương khoe ảnh khỏe mạnh hạnh phúc bên con gái sau hơn 3 tháng chống chọi bệnh ung thư. Trong chuyến đi này, Mai Phương còn dẫn con gái đi chùa cũng như tặng quà cho các cụ già neo đơn. Đây là chuyến đi xa đầu tiên của Mai Phương sau 3 tháng xuất viện nên có ý nghĩa rất lớn với cô. Theo Mai Phương tiết lộ trong lúc đi chùa, cô hỏi con gái, con xin gì vậy? Đáp lại lời mẹ La Vi nói, con xin cho mẹ hết bệnh. Có thể thấy dù rất nhỏ, nhưng con gái nữ diễn viên đã biết suy nghĩ, cũng như tự lập bản thân khiến Mai Phương không khỏi thương xót. Nếu như vào giữa tháng 10 vừa qua mẹ con Mai Phương đã về quê nội ở Quảng Trị nghỉ dưỡng, thì mới đây cô lại thu hút sự chú ý khi đăng tải khoảnh khắc đi chơi cùng con gái La Vi ở nơi khác trên trang cá nhân. Thông qua hình ảnh nữ diễn viên chia sẻ, có thể thấy rõ sắc mặt cô đã hồng hào tươi tắn hơn hẳn trước đây. Phía dưới phần bình luận, Mai Phương cũng tiết lộ với bạn bè về tình hình sức khỏe hiện tại đang ổn định và đã tốt hơn rất nhiều. Cách đây không lâu, nữ diễn viên tiết lộ sức khỏe của mình cho bạn bè. Cô cho biết cơ thể đáp ứng thuốc rất tốt. Hôm nay, Phương chia sẻ tình hình cho mọi người an tâm nhé. Tình hình của Phương hiện vẫn đáp ứng thuốc tốt, chỉ có mỏi vai và nổi mụn do tác dụng phụ của thuốc thôi à. Cả nhà an tâm. Có lẽ thời gian vừa qua ngồi việc theo sát phác đồ chữa bệnh thì Phương bắt đầu cho mình thời gian nghỉ ngơi và làm công việc mình yêu thích như cắm hoa, tập lại yoga, học đàn. Nhưng thích nhất là ở La Vi nhiều hơn, có thời gian quan sát và đồng hành cùng con nhiều hơn, Mai Phương viết. Kệ mốt chụp ảnh mát mẻ khoe bụng bầu, Nhã Phương lại chọn phong cách nhí nhảnh đáng yêu bên ông xã Trường Giang. Trong bộ hình mới thực hiện, Nhã Phương vô cùng dễ thương và tươi tắn, mặc dù bụng đã khá lớn. Sau khi bạn thân Trung Quân xác nhận việc đang mang thai, Nhã Phương hoàn toàn không có động tĩnh gì. Mặc dù chưa chính thức lên tiếng xác nhận, nhưng mới đây trên trang Facebook cá nhân của mình, Nhã Phương đã công khai đăng bộ ảnh bầu bì cực dễ thương. Mặc dù thời gian qua mỹ nhân Việt chuộng mốt chụp hình bầu nóng bỏng, thì Nhã Phương lại khiến nhiều người thích thú vì hình ảnh bầu bì vô cùng dễ thương của cô nàng. Trái với hình ảnh ngọc nữ ngọt ngào yêu kiều chỉnh chu trước đây, bà bầu Nhã Phương lại vô cùng đáng yêu trong những chiếc váy màu rực rỡ và hồng. Đây đều là những khoảnh khắc đời thường của cặp vợ chồng son Nhã Phương Trường Giang. Bộ ảnh không khiến người xem phải thốt lên vì quá nghệ hay nóng bỏng, mà Nhã Phương lại mang lại cảm giác thân thuộc, gần gũi, giống như một bà chị hàng xóm đang mang bầu vậy. Vòng bụng của Nhã Phương đã lớn vượt mặt. Đáng chú ý, trong những hình ảnh này, nữ diễn viên tuổi thanh xuân lộ bụng lớn vượt mặt sau nhiều tháng giấu kỹ. Tuy nhiên, nhiều người nhận định phần bụng này có thể là được độn thêm để hợp với câu chuyện trong dự án này của Nhã Phương. Những nguồn tin thân cận khẳng định nữ diễn viên đang mang thai ở tháng thứ 6. Bụng của cô chưa thể lớn như vậy. Chuẩn bị trở thành bà mẹ bỉm sữa tương lai, Nhã Phương tất bật chuẩn bị để đón thành viên mới. Bầu bì nhưng vẫn phải đẹp. Khoảng thời gian bầu bì đi kèm vô vàn những khó chịu vất vả về cơ thể lẫn tâm lý. Dường như không mấy ảnh hưởng đến thần thái của Nhã Phương, phải công nhận là nữ diễn viên vẫn đẹp rạng rỡ bên cạnh chồng trong bộ ảnh mới này. Mai Phương khoe ảnh khỏe mạnh, đưa con gái đi du lịch sau hơn 3 tháng trị bệnh ung thư. Sau gần 3 tháng xuất viện để điều trị ngoại trú căn bệnh ung thư phổi, đến hiện tại sức khỏe của Mai Phương đã dần ổn định và có tiến triển rất tốt. Mới đây trên trang cá nhân,
nữ diễn viên Mai Phương đăng tải loạt ảnh cùng con gái đi du lịch ở Hà Nội, cũng như hai mẹ con đi chùa cầu nguyện và tặng quà cho các cụ già. Có thể thấy dù bệnh, nhưng Mai Phương cũng cố gắng làm điều bổ ích, cũng như dạy con gái tính tự lập, khoe những khoảnh khắc vui vẻ bên con gái. Nữ diễn viên Nhẫn Thiên Thần áo trắng cũng mong bản thân sẽ thật khỏe để có thể nắm tay đưa con gái đi nhiều nơi hơn. Trong loạt ảnh đi chơi có thể thấy Mai Phương trông đã khỏe hơn nhiều sau một thời gian dũng cảm chiến đấu với căn bệnh ung thư phổi. Cô dẫn con gái đi cùng trong chuyến đi Hà Nội và Ninh Bình mới đây, Mai Phương dường như tươi tắn khỏe mạnh hơn rất nhiều. Mai Phương khoe ảnh khỏe mạnh hạnh phúc bên con gái sau hơn 3 tháng chống chọi bệnh ung thư. Trong chuyến đi này, Mai Phương còn dẫn con gái đi chùa, cũng như tặng quà cho các cụ già neo đơn. Đây là chuyến đi xa đầu tiên của Mai Phương sau 3 tháng xuất viện, nên có ý nghĩa rất lớn với cô. Theo Mai Phương tiết lộ trong lúc đi chùa, cô hỏi con gái, con xin gì vậy? Đáp lại lời mẹ La Vi nói, con xin cho mẹ hết bệnh. Có thể thấy dù rất nhỏ, nhưng con gái nữ diễn viên đã biết suy nghĩ, cũng như tự lập bản thân khiến Mai Phương không khỏi thương xót. Nếu như vào giữa tháng 10 vừa qua mẹ con Mai Phương đã về quê nội ở Quảng Trị nghỉ dưỡng, thì mới đây cô lại thu hút sự chú ý khi đăng tải khoảnh khắc đi chơi cùng con gái La Vi ở nơi khác trên trang cá nhân. Thông qua hình ảnh nữ diễn viên chia sẻ, có thể thấy rõ sắc mặt cô đã hồng hào tươi tắn hơn hẳn trước đây. Phía dưới phần bình luận, Mai Phương cũng tiết lộ với bạn bè về tình hình sức khỏe hiện tại đang ổn định và đã tốt hơn rất nhiều. Cách đây không lâu, nữ diễn viên tiết lộ sức khỏe của mình cho bạn bè, cô cho biết cơ thể đáp ứng thuốc rất tốt. Hôm nay Phương chia sẻ tình hình cho mọi người an tâm nhé. Tình hình của Phương hiện vẫn đáp ứng thuốc tốt, chỉ có mỏi vai và nổi mụn do tác dụng phụ của thuốc thôi à. Cả nhà an tâm. Có lẽ thời gian vừa qua ngồi việc theo sát phác đồ chữa bệnh thì Phương bắt đầu cho mình thời gian nghỉ ngơi và làm công việc mình yêu thích như cắm hoa, tập lại yoga, học đàn. Nhưng thích nhất là ở La Vi nhiều hơn, có thời gian quan sát và đồng hành cùng con nhiều hơn, Mai Phương viết.